4 chú chuột túi được phát hiện tại Cao Bằng có khả năng bị tiêu hủy do tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến môi trường sinh thái tại Việt Nam. Theo kết quả giám định loài, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật kết luận, 4 cá thể chuột túi phát hiện ở Cao Bằng là loài chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam. Cụ thể, sau khi phát hiện 4 cá thể chuột túi ngoại lai, Hạt Kiểm Lâm, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã hoàn tất bàn giao các cá thể này cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên chăm sóc, quản lý theo quy định. Được biết, đây là những cá thể chuột túi wallaby, là loài động vật ăn tạp, chủ yếu ăn thực vật như là cỏ, lá và quả mọng. Trước thông tin trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, 4 cá thể trên là loại động vật ngoại lai, có thể sống và sinh sản trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, loài chuột túi này không thích ứng với điều kiện nhiệt độ, khí hậu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ cũng cho biết, theo tôi, đây là một điều e ngại đối với các nhà bảo vệ môi trường, bởi vì khi một loài thực vật ngoại lai không được kiểm soát thì rất dễ gây ra dịch bệnh, ảnh hưởng tới môi trường và đe dọa đến sự sống của những loài sinh vật khác. Bởi vậy, để đảm bảo sự cân bằng của hệ sinh thái, các cơ quan liên quan cần bắt giữ, nghiên cứu, sau đó có thể tính toán đến phương án tiêu hủy chúng để không ảnh hưởng tới môi trường.